Chào tất cả mọi người đến với clip tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm về tựa game Chúc Simulator Pro USA, và ngày hôm nay mình sẽ có một cái clip là mình sẽ có chuyến hành trình hôm nay sẽ chạy con Volvo đời 2021, Volvo VNL 760 đời 2021. Và đây là chính là con Volvo không giường em ạ. Vẫn là đầu này thôi nhưng nó lại không có giường cơ. Nhưng con này sẽ chạy dễ dàng hơn. Nói chung là khi mình quay clip mình sẽ lên mặt mình một chút. Còn nó chạy thì mình sẽ tập phải tắt cam đi, vì mỗi lần bật cam lên là chơi sẽ, nếu còn nhìn sẽ bị mất tập trung em. Em thông cảm cho mình chút. Tất cả đây, con này sẽ đi chuyển đi khá là dài luôn. Thế ra con này động cơ sẽ khỏe hơn thì con kia một chút. Quay clip bây giờ nó mệt hơn. Bây giờ bắt đầu nha. Bây giờ trong một cái bãi khá là rộng. Cái bãi này nó khá là rộng nhưng mà đi nó khỏe hơn nhiều. Các bạn nhớ là hôm nay sẽ khám phá một cái cung đường khá là mới nha. Chạy một chiếc xe mới đây là khám phá những cung đường mới mà hợp lý hơn nha. Đi ra ngoài cái khách xe kỹ. Và cái chiếc xe này nói chung là cái đoạn đường trong thành phố đây mình sẽ hạ chế cái tốc độ một chút thôi ạ. Do bộ game này chơi khá là thích nha. Được không? Cái xe này chơi càng khá là gấp nha. Thì ra cái dòng này đi càng là gấp nha. Càng gấp hơn một con kia một chút. Cái gì cũng là đồ chậu nữa. Nói chung là mình sẽ phải tiết kiệm mua thêm một cái mỏ nữa để mà chở nhiều loại mặt hàng khác nhau nữa. Chứ chở nhiều mỗi hàng này thôi mà thấy hơi chán tí. Đây là cái xe này thích mãi mới mua được con này ấy. Chờ là xanh rồi đó. Ở đây là xanh, xanh luôn. Ok, mình sẽ bắt đầu đi dây mà trái em nha. Đây là một chuyến đi khám phá những cung đường mới rồi. Đây chính là cung đường bên Mỹ mà cung đường rất là đẹp luôn em ạ. Đây chính là đoạn đường mới, nó sẽ đây chính là một thành phố khác ở bên Mỹ nha. Nhìn khá đẹp luôn. À, có tốc độ em ạ. Cứ chạy này thôi mà bị tốc độ này khá là gắt.
đúng rồi, cái game này cái là tốc độ cực gấp luôn. Đây là đường khá là mới rồi. Nói chung là cái app mà mình coi phim thì nó cũng mượt mà hơn khá là nhiều ấy. Ra xe đi đường sẽ hơn một con kia ạ. Con kia đi là sẽ hay phải đi bị chậm đấy, con này đi nhanh hơn thì nó thoải mái hơn. Nhưng mà đoạn này mình chỉ chạy 50 thôi, không thể nào chạy nhanh hơn được. Ở đây sẽ phá đoạn đường khá là mới nhỉ. Và chuyến đi ngày hôm nay sẽ phá đoạn đường khá là dài luôn nhỉ. Đoạn này chỉ 50 thôi chứ không thể nào chạy nhanh hơn được nhỉ. Đây là đường bên Mỹ, khá là đẹp lắm. Bây giờ thì anh chạy qua khu vực dưới này rồi. Đây chính là con đường ở bên Mỹ, mình thấy là khung cảnh khá đẹp luôn, thì mình sẽ tạo chữ hơn là đây là có một cái đồi núi khá đẹp luôn. Đây cái đồi núi ở Mỹ thì nó sẽ giống sa mạc đấy. Nhưng mà không thể là nó giống nhau hoàn toàn được. Bây giờ mình đang đi qua khu vực là mát khá mới rồi. Và khung cảnh rất đẹp luôn. Ra đây đoạn đường thấy khá đẹp lắm. Khá đẹp hơn nữa. Mình cứ chạy từ từ thôi, chứ không thể nào chạy nhanh hơn được nữa. Vì nếu mình đi vào tốc độ nó sẽ bị phạt nữa. Rồi mình cứ chạy từ từ thôi, chạy thôi. Đây là đúng bản chất bên Mỹ, nó khác là cái là nó sẽ còn đẹp hơn cả Việt Nam mình một chút nữa.
Nó đây. Để lên cho con nó Volvo đời 2021 này. Con này động cơ sẽ êm hơn một con kia. Con trước mà mình quay clip con trước thì nó sẽ nhìn không thấy, nó lộ ra cái đầu khá là dài, nhưng con này thì cái đầu cái mũi nó lại nằm úp xuống này, nhìn nó sẽ không thấy. Đây là con Cadia này, con Cadia đừng quá nhỉ. Nói chung là đến đây thì đi cũng khá là nhanh. Nói chung là mới chạy được có đoạn dài thôi, chưa thì nào chạy hết được đâu. Đây là cái đoạn rẽ vào khu vực phía kia nha. Đó là đoạn đường quen thuộc với mọi người. Bây giờ mình đang chạy đến khu vực phía dưới này à. Sau 11 phút thì mình chạy đến đây.
khá là rộng. Đây là từ từ một cộng chút. Nhưng mà đấy là giống là người thật kìa. Đây là một bóng xe à. Không thấy một bóng xe nào luôn. Đây là đúng là đường này sẽ chạy thẳng nha. Chúng ta đến đây đi là sẽ nhanh hơn một chút nữa. Nói chung là mấy clip là mình sẽ cây nó dài dài một chút nữa. Đây sẽ làm chuyến đi khá là dài rồi. Rồi sẽ ok là đi thẳng đến Mufflet rồi. Còn 230 nữa. Còn thắng à? Gấp luôn. À, đến đây ấy, thì mình sẽ đi thẳng. Đi thẳng luôn ạ. Đi thẳng luôn. Cái phiên bản này đã được fix lag lại rồi nên là cũng chơi được chút một hơn khá nhiều nha. Sẽ có cái phiên bản update nữa là 1.06 để xem có cái gì nữa. Đây là đường phố đi khá là dài ấy. Khá là dài luôn. Xe mình đang tốc chậm nhưng mà đi nhanh được rồi. Để có xe đi rất là nhanh á. Cả có chiếc sử dụng thông tin luôn này. Nhìn cũng nhanh nhỉ. Rồi sẽ thử thách được các bạn đường tốc độ chậm này. Một đoạn này là tốc độ chậm nha, chứ thì nó vẫn không. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards a breath.
khá là dài hơn. Đây là mình sẽ khá dài khoảng tháng của mình mới ạ. Còn ở đây sẽ phải cho tài xế đi nghỉ ra. Ở đây cũng không còn mặt mạng mà mới ạ, nên là mình sẽ tập này ngày hôm nay mình sẽ xin kết thúc video tại đây. Còn nếu mọi người thứ hai thì mình nhớ like share cho mình để mình tiếp tục ra những cái video nhé. Chào tất cả.